Rồi mở đây ạ, rút sợi dây ra đúng chưa? Không, tự nhiên hơi ấp ấp ở đây. Bỏ một con ấp ra rồi. Hai con ấp. Rồi, ba con ấp. Rồi giờ lấy cái motor ra. Anh nhớ bật cái bóp cái không? Ở đây nghe thì à bóp đi. À rồi. Rồi, giờ đợi xuống đây. Rồi rồi. Rồi thay lấy trục vít. Đợi thay cái nhông. Nó sẽ bị hư cái nhông đây, ăn cho motor đây nè. Rồi tháo ra thay coi. Mở lấy hai cái phe ra luôn. Rút cả hai cái một lúc luôn nha. À, rồi. Rồi. Cái nhông cái này là giờ gửi rồi nó không có bi, bây giờ em cậy bi ra để đóng vô nhông mới. À, nghĩa cậy bi ra luôn nữa hả? À, đây cậy bi ra nè, đây cậy bi nè, đưa trục vít vô rồi cậy lên rồi cậy bên kia luôn, cậy cậy hai cái bi ra. Ừ, rồi 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 hả? À, cái nhông rồi đóng hai bi lại này, đóng hai bi vô nhông mới nè. Rồi cho nó xếp vô. Rồi lắp vô lại đây. Đó, đủ để hai cái luôn. Đây đây, từ từ à, lấy ra lại đi. Nhớ là lấy cái bàn chải đánh răng này, vệ sinh cái đây. À, cái nhông này cho thiệt sạch nha. Rồi. Rồi. Bỏ dưới đây hàng lắp vô. À, đây bỏ vô nè. Rồi bấm hai cái phe lại. Lắp vô lại này. Chỉ cái vị trí cái chỗ motor nghĩa, cái chỗ nó cắm vô ống nhựa. Đó, cắm một cái chỗ cái lỗ này. Rồi. Cho nó khớp rồi, vô khớp. Cắm lại sợi dây motor. Rồi cắm lại cái sợi dây tiếp xúc. Đó. Rồi ok.